Rồi, hello, xin chào anh em. Đó, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Lam mình nhá. Đó thì lời đầu tiên cho cửa hàng xe máy Phương Lam xin được gửi lời chào, lời chúc đến tất cả cô dì, chú bác, anh chị em gần xa. Sức khỏe làm ăn thì luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhá. Đó thì hôm nay mình sẽ lên trên sóng chợ Tây Linh và lên kênh YouTube cửa hàng. Đó, phát trực tiếp giới thiệu các dòng xe hiện đang có ở cửa hàng xe máy Phương Lam cho anh em mình tham khảo anh em nhá. Đó thì nói chung là giấc này thì điều kiện kinh tế thì ai cũng như ai thôi anh em, tình hình chung rồi. Đó, giá cả xe cộ thì nói chung là đợt này là khá là mềm. Nên anh em mà muốn mua xe mà thời giấc này thì khá là hợp lý anh em nhá. Đó thì địa chỉ cửa hàng mình nằm ở số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh em. Đó. Cửa hàng mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe gắn máy luôn anh em nhá. Tất cả các dòng xe gắn máy. Đó, có hỗ trợ anh em trả góp. Thủ tục anh em chỉ cần mỗi căn cước công dân là anh em có thể góp xe bên mình được rồi. Anh em nào làm công ty thì cho mình xin thêm cái bảo hiểm y tế nữa là ok. Nhưng anh em nào ở xa không tới cửa hàng xem xe được, đó thì anh em có thể cọc cho mình một phần tiền. Đó, mình nhận cọc cái là mình sẽ hỗ trợ anh em ship xe 63 tỉnh thành anh em nhé. Đó, anh em cần mua bán xe gì thì anh em cứ liên hệ qua hai số này giúp mình. 0977355248, Zalo là 038552484849. Đó. Cửa hàng mình là cửa hàng xe máy Phương Lam anh em nhá. Thì trong quá trình quay, những xe nào anh em xem chưa được rõ, chưa được nét, đó, thì anh em có thể chụp ảnh màn hình lại. Đó, ví dụ như mình quay đến con này đúng không, anh em mình muốn xem chi tiết, muốn nghe tiếng nổ máy, anh em chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua số Zalo cho mình. Số Zalo mình đã có để bên phần góc trái màn hình hoặc là ở dưới phần mô tả có đầy đủ sẵn rồi nhá. Gửi qua đó sẽ có nhân viên gửi hình ảnh video lại một lần nữa cho anh em mình tham khảo. Anh em ưng thì anh em mình chốt nhá. Đó, nói chung là đợt này thì về cũng khá là nhiều xe anh em. Đó. Trước đầu tiên hôm nay giới thiệu này, đó, sáp này chỉ có 9 triệu thôi anh em. SH liên doanh nhá, hồi xưa mua mới nó làm mấy 60 triệu luôn. Đó, mà giờ giá cả thị trường nó xuống rồi. Con xe này mang biển số thành phố nhá. Giá chỉ có 9 củ thôi anh em nhá. 9 củ là anh em có một con chiếc xe sáp rồi. Một chiếc Attila. Bản này là bản 215 anh em. 215 thì có FI xăng full anh em đi khá là lợi xăng nhá. Đăng ký biển số Bình Phước 93. Đó, dàn áo liền lạc sạch sẽ, máy móc bao zin bao êm. Con này giá để cho anh em chỉ có 10 triệu đồng thôi. Đó, 10 triệu đồng. Rồi bên trong mình có Attila bụng bự anh em này. Đó, con này thì nói chung cũng có khá là lâu rồi. Dàn áo liền lạc sạch sẽ, còi đèn đề xi nhan hoạt động đầy đủ hết anh em nhá. Giá để anh em chỉ có 3 triệu đồng. 3 triệu. Taurus xe Nhật nha anh em, Yamaha. Đó. Con này đăng ký biển Bình Dương. Lên cho anh em một cái bóng led này nhá. Con này giá để anh em 7 triệu. 7 triệu. Way Black Honda anh em biết, xe 2018. Con này thì odo hơn 20 ngàn. Máy móc tình trạng bao zin nhá. Đó, đăng ký biển Bình Phước luôn. Con này giá để anh em chỉ có 11 triệu này. FZ Yamaha, bản này bản Movistar anh em nhá, bản 150, mẫu thể thao. Đó, mấy cái dòng FZ này thì hầu hết trong cửa hàng mình đang bán là toàn bộ là đều máy zin hết nha anh em. Đó, bao cho anh em zin hết, dòng này thể thao đi, dòng này đi rất ok. Đăng ký con này đăng ký biển Bình Dương 61-29, con này giá để anh em 25 triệu thôi. 25 triệu đồng. BX. Đó, bản Bridgestone anh em nhá, Bridgestone xe 2017. Con này đăng ký biển số Gia Lai rồi anh em. 81. Đó, con này thì trang bị hệ thống FI xăng full anh em đi lợi xăng cực kỳ luôn nhá. Giá để anh em chỉ có 32 triệu thôi. G-Page Center Diamond German. Bản này là bản 200 phân khối anh em nhá. Đó, xe nhập Thái. Classic Cafe, hai đĩa trước một đĩa sau này. Đó. Gương kính đầy đủ đi theo xe hết, đăng ký biển số Bình Định. Con này thì giá mình đang giảm cho anh em hiện tại giờ chỉ còn có 39 triệu thôi anh em nhá. Subandit. Bản này là bản 150. Xe của 2020-21 anh em, đăng ký biển Bình Phước 2021. Đó. Đang con này thì đăng ký biển Bình Phước rồi, giá để anh em chỉ có 33 triệu anh em nhá. Hệ thống đèn led 2 tầng này, FI xăng full này, két nước là mát anh em đi đường xa thoải mái luôn nhá. Một mẫu xe nhập Thái nữa này anh em. G-Pick Legend cũng bản Classic Cafe luôn. 200 phân khối anh em nhá. Đây, trang bị hệ thống thắng hai đĩa trước này. Nhìn rất là ngầu nha anh em. Máy móc thì bao zin và bao êm cho anh em con xe này luôn. Đó, con này thì mình để cho anh em mức giá là chỉ có 37 triệu đồng thôi anh em. 37 triệu. Một chiếc Rebel,
Bản này là bản 110, một mẫu xe dành cho các bạn anh em nào người thấp bé nhẹ cân này, mà đam mê mấy dòng cổ điển nhỏ nhắn này. Đó, lên ghế tựa lưng sẵn đầy đủ này. Đăng ký 2010, hiện tại đăng ký biển số thành phố rồi. Con này đang ủy quyền luôn anh em nhá. Con này thì mình để cho anh em cái mức giá chỉ có 21 triệu thôi anh em. 21 triệu đồng. Một chiếc Kengo, bản này bản 350 phân khối nha anh em. Đó, xe của 2017. Dòng này là đó, tướng ngồi thì nói chung là phải hơi chồm về trước một chút xíu anh em. Nó nhìn rất là ngầu nhá. Đó, nó tựa tựa mấy dòng của Linza đấy anh em. Con này thì đang ủy quyền về tên mình rồi. Giá mình để cho anh em chỉ có 39 triệu thôi anh em này. Một mẫu Vespa. Đó, mẫu này thì có trang bị hệ thống FI rồi anh em nhá. Đi bao lợi xăng luôn. Đó, 2011, đăng ký biển số Sóc Trăng. Con này giá để anh em 10 triệu này. 10 triệu đồng nhá. Một chiếc Attila. Đó, Attila. Bản này là bản xăng cơ nha anh em, chưa có FI đâu. Đó. Đăng ký về biển số Đồng Lai 60 rồi. Con này giá để cho anh em 5 triệu 500 này. Đó, 5 triệu 500. Còn rất là nhiều anh em nhá. Trong quá trình quay nó, ví dụ như mình mà lổ máy từng con một mà cho anh em tham khảo được thì tốn rất nhiều thời gian của anh em. Nên mình quay chỉ báo giá xe và năm đời sản xuất thôi. Anh em ưng mẫu nào thì cứ nhắn tin qua số Zalo cho mình, mình gửi chi tiết lại một lần nữa. Anh em ưng thì anh em mình chốt. Đó, ok. Bentley bản 302, xe nhập Ý anh em nhá. Xe này là xe của 2017. Một trong những dòng phân khối, nói chung là tiếng máy của nó nghe rất là hay anh em. Đó, cực kỳ y lực luôn, 302. Đăng ký biển thành phố anh em nhá, màu xanh Hurricane cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giá để anh em chỉ có 51 triệu thôi anh em, 51 triệu. Một mẫu Sega. Đó, bản này là bản LVX bản 155. Xe có 2017. Con này đăng ký biển số Lâm Đồng 28 anh em, biển số Lâm Đồng. Có trang bị cho anh em hệ thống thắng đĩa ABS nên anh em đi khá là an toàn anh em nhá. Con này thì giá mình đang để cho anh em hiện tại chỉ có 21 triệu thôi. Đó, anh em nào mà thích đồ sộ đó. Dàn áo lông còng lênh kênh này. Đó, chọn con này khá hợp lý nhá. Lên cho anh em một bộ tem dàn di sẵn rồi. Vario bản 125. Đó, bản khóa chìa anh em nhá. Hệ thống đèn led 2 tầng. 125, xe của 2019, con này đăng ký biển Bình Dương. Giá để anh em chỉ có 26 triệu thôi nha anh em. 26 triệu đồng. BCX xe của 2012. Đó. Dòng 22, 23 thì nó vẫn là bóng đèn halogen anh em nhé. 25, 26 bắt đầu là lên đèn led. Đó, đây vẫn bóng halogen. Liềng lá thang đĩa FI song full. Đó, dòng này thì có hỗ trợ cho anh em giảm nhún, giảm sóc. Anh em đi qua ổ gà là rất là êm nhá. Con này giá để anh em chỉ có 22 triệu, đăng ký về biển số Sóc Trăng 83 rồi. Một mẫu xe Sirius. Bản này là bản RC215. Dàn áo mình đang bao anh em zin này. Máy móc bao zin luôn. Đó. Xe nói chung là còn khoảng cỡ 80% anh em nhá. Đó. Thì anh em mà đã xác định đi xe mua qua sử dụng rồi thì những cái vấn đề mà đi theo 5 tháng thời gian trầy xước nhẹ trên xe thì chắc chắn nó sẽ có anh em nhá. Đó, còn không có thì những xe mùa cho phép thôi. Đó. Đăng ký về biển số 94 Bạc Liêu rồi anh em. Giá để anh em chỉ có 11 triệu anh em nhá. 1 triệu. AB. AB này, AB đầu bò này anh em. Xe là xe của 2012. Đó. 2012 anh em. Dòng này thì nói chung là đèn của nó khá là sáng. Dàn áo liền lạc sạch sẽ, máy móc thì bao êm cho anh em mình luôn nhá. Đăng ký về biển số Bình Dương 61 anh em. Đó. Con này thì giá mình để cho anh em hiện tại giờ chỉ có 13 triệu đồng thôi. Đó, 13 triệu. Rồi các cái mẫu xe tài chính tầm lanh quanh có mấy triệu này anh em có xe đi này. Đó. Wazer SX. Wazer S anh em. 110 nhá. Xe này là xe của 2011. Đăng ký biển Thanh Hóa thì nha anh em, 36. Đó. Xe này thì nói chung là dàn áo thì có đi theo 5 tháng thời gian thì có hơi chảy xước rồi. Nhưng mà được cái mình đang bao cho anh em máy móc con xe này đang còn zin nhá. Đó, máy này chạy bao bền luôn anh em. Đi làm anh em mình đi làm với công nhân đồ đi dòng này thì khá là bền luôn nhá. Future. Đó, Future này, Future liên doanh nha anh em. Đăng ký biển Đồng Tháp 66. Con này thì dàn áo liền lạc sạch sẽ, mọi chức năng còi đèn đề, không thiếu thứ gì. Giá để anh em 4 củ thôi. 4 triệu nha anh em nhá. Một mẫu xe của Suzuki. Mẫu này là mẫu Harate anh em nhá, Harate. Con này thì giá mình đang bán là 8 triệu này, máy móc cực kỳ êm luôn nhá. Đó, tất cả mọi thứ đều zin theo xe hết, 8 triệu đồng. Một mẫu SR Star bản 125 anh em. Đó, bản này có FI sang full này anh em này.
Đó. Mẫu của nó nhìn cái form xe nó giống như của S135 150 nha. Mà giá mình để cho anh em chỉ có 9.900.000 này. MSX của Honda. Bản này là bản xe của 2018 17 anh em, đăng ký về biển số 84. Đó. Hệ thống đèn LED 2 tầng này, FI xăng phun, xe này xe bản nhập Thái anh em nhá, bản nhập Thái. Đó, con này thì mình để cho anh em cái mức giá là chỉ có 27 triệu thôi anh em. Đó, dòng này thì nói chung anh em tầm 1m4, 1m5 là chơi được rồi nha anh em nhá. Đó, khá là nhỏ nhắn. Một mẫu xe của Kimco. Đây anh em. Kimco. Bản này là bản 125 phân khối anh em nhá. Đó, xe 2017 anh em. Đăng ký biển Đắk Lông, giá để anh em 11 triệu. 67S50 rồi. Đó, con này thì đang đăng ký về biển số thành phố rồi. Bình xăng CD, rồi đầu đèn CD luôn nhá. Con này giá để anh em chỉ 15 củ này. Đó, 15 củ. Đây, anh em bên ngoài đây mình còn rất, bên hàng bên đây còn rất nhiều xe nhá. Mới về một mẫu xe chia anh em. Đăng ký biển Bình Dương. Xe đời cao, bản này là bản nhập khẩu luôn nha anh em. Đó. Bản nhập khẩu. Xe của 2021. Xe mới chạy hơn 10.000 thôi nha. Nói chung là xe đang còn len keng speng luôn. Giá con này thì mình để cho anh em chỉ có hơn 20 triệu thôi anh em. Chính xác là 29 triệu anh em nhá. 29 triệu đồng. Rồi, các mẫu xe tay ga phổ thông nữa này anh em này. AB 209 anh em, màu vàng đồng sơn lại bản 3D anh em nhá. Đó, màu 3D khá là đẹp luôn này. Đó, đăng ký biển Bình Dương. Con này giá để anh em 18 củ thôi. 18 triệu. Bản xăng cơ 207. Đó, xuống cho anh em một bộ dàn áo của Thái rồi. Con này thì đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh nhá. Giá để anh em chỉ 10 triệu thôi. 10 triệu đồng. Một mẫu xe Exciter một cặp anh em nhá. Đó, một chiếc 213, con này 213 và con này 214 anh em này. Con 213 này xuống cho anh em một cặp liền tâm rồi nhá, thắng đĩa. Đó, xuống cho anh em một cặp đèn mắt cú sẵn luôn rồi. Giá để anh em 15 triệu, đăng ký biển 86 Bình Thuận anh em nhá. Con GP xanh này 24 anh em, tình trạng máy móc bao zin, dàn áo bao zin luôn này, đăng ký biển Bình Định này. Đó, xe còn khoảng cỡ 80% anh em nhá. Con này giá mình để anh em 18 triệu thôi. 18 triệu đồng anh em. Exciter 135 xuống áo 2010. Xe này là xe của 2012. Con này thì đăng ký biển số Đồng Nai anh em nhá. Con này thì có lên cho anh em một bộ chế bông mai rồi. Đó, cùng ga tăng tốc này. Xuống một cặp liền 5 cây nữa này anh em. Đó. Giá để anh em chỉ có 18 củ anh em nhá. 18 triệu. Mio. Đó. Xe này đăng ký biển Bình Dương, dàn áo liền lạc sạch sẽ, mọi chức năng hoạt động tốt. Đó. Tầm giá tiền thì tầm có vài triệu anh em, 6 triệu đồng thôi. Đó, anh em đi làm đồ người nhỏ nhắn đi mấy chiếc này khá là đẹp nha anh em nhá. Một mẫu Future. Future này là Future V1 nha anh em. Đó, 202. Đăng ký biển Bình Dương. Đó, vẫn biển 4 số anh em nhá. Dàn áo liền lạc sạch sẽ, máy móc thì cực kỳ êm. Đó. Giá để anh em con xe này chỉ có 15 triệu thôi anh em. Đó, 15 triệu. Một mẫu xe của Yamaha. Dòng này là dòng Loza nha anh em. Loza. Xe của 2013. Đăng ký con này thì biển thành phố Hồ Chí Minh rồi anh em. Đó. Xe nói chung là gương kính đang còn zin đi theo xe này anh em biết rồi. Chủ đi khá là dữ nhá. Con này giá để anh em chỉ 11 củ thôi. 11 củ khoai. Một chiếc Attila. Bản này là bản 2015 anh em nhá. Có trang bị cho anh em hệ thống FI xăng phun rồi. Đi lợi xăng lắm nhá. Đó, đăng ký biển 68 này. 53334. Đó. Con này thì giá để anh em chỉ có 8 triệu thôi anh em. 8 triệu đồng. Đây. Còn rất là nhiều anh em. Đây, các mẫu cổ điển này. Suzuki GZ này anh em. Đây mình còn một cặp này. Một đỏ, một đen. Đó. Xe đang còn cực kỳ đẹp luôn nhá. Con màu đen đăng ký 2017. Hiện tại đăng ký biển thành phố nha anh em. Nguyên bản của cái dòng GZ này nó sẽ có cho anh em một cặp thùng, một cái ghế tựa lưng đằng sau và một cái cản chống đổ đằng trước. Đó. Giá con này thì mình đang bán cho anh em là chỉ có 52 triệu thôi. Đó, 52 triệu. Màu đỏ thì bắt đầu 2019 mới sản xuất lên giá màu đỏ đó. Anh em muốn mua xe màu đỏ thì loanh quanh tầm giá anh em phải có tầm trên 60 triệu thì anh em mới có được xe nhá. Con này dán phản quang cho anh em hết rồi, lên đèn trợ sáng này. Đó, cả chống đổ, thùng thiếc, ghế tựa lưng nó còn zin nguyên bản theo xe nhá. Xe 29, con này đăng ký biển số Đồng Nai. Giá để anh em 62 triệu.
một mẫu Ducati. Bản này là bản 110 phân khối em nhá. Đó, xe này là xe của 2018. Đó, bản liền lá thắng đĩa nhá. Con này có lên cho anh em trang bị một cây bô SC sẵn này. Đó, bô SC nhá. Đó, đăng ký biển thành phố, giá để anh em chỉ có 13 triệu đồng thôi. Đó, 13 triệu. Một mẫu xe Honda. Bản này là bản xe dọn form cà phê sẵn luôn rồi. Đó, liền lá thắng đĩa, đèn cầu, mặt đồng hồ lây gần, bô lô bi phuộc hơi. Đó, nói chung là tay thắng tay côn, lên đồ form cà phê hết luôn rồi anh em nhá. Đó, giấy tờ Honda, máy Honda luôn. Đăng ký 2012, xe chính chủ anh em nhá. Giá để anh em chỉ có 17 triệu đồng thôi. 17 triệu. Một mẫu Vision. Đó, xe này là xe của 2013. Đăng ký về biển số Đồng Nai rồi anh em nhá. Biển Đồng Nai. Đó. Đen này đen bóng anh em. Đó, cái dòng này thì nói chung là nó đè, bắt đầu đè lổ máy thì nó hơi kêu thôi. Chứ còn lổ máy rồi thì nó chạy nó cũng không khác gì mấy dòng đời mới là bao nhiêu đâu anh em. Giá lại còn mềm hơn rất là nhiều, chỉ có 13 triệu đồng thôi. Một cặp AB. Đó, 1209 và 1210 anh em nhá. Con xuống dàn áo Thái này anh em là 209 này. Còn nguyên bản nó là 210 này anh em. Đều trang bị hệ thống FI hết rồi anh em nhá. Đồng giá cho anh em luôn là 15 triệu, một con biển thành phố, một con biển Bình Dương. Con dàn áo Thái này mình thành phố này. Còn áo jean ở Bình Dương này. Đồng giá 15 triệu anh em nhá. Xe nào cũng đẹp keng hết. Mình nhắc lại anh em nhé, trong quá trình quay những xe nào anh em xem chưa được rõ, chưa được nét thì anh em có thể chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua số Zalo giúp cho mình. Gửi qua đó sẽ có nhân viên gửi hình ảnh video lại một lần nữa, anh em ưng thì anh em mới chốt nhá. Một chiếc Duke Dup 200 KTM anh em. Bản này là bản xe của 2013. Đó, dòng này thì có trang bị cho anh em hệ thống thắng đĩa ABS trước sau luôn. Anh em đi khá là an toàn. Đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đó. 03455 này anh em. Đó, 03456 thì đẹp này anh em. Đó, con này thì đăng ký quyền với tên mình rồi anh em. Quyền tên mình. Giá con này thì hiện tại mình đang để cho anh em là chỉ còn có 33 triệu thôi anh em nhá. 33 triệu đồng. Future FI. Bản này đời cao lên có trang bị hệ thống FI song full anh em nhá, liền tăm thắng đĩa. Con này đăng ký về biển số để mình ra đằng sau mình cho anh em quay biển số này. Con này đăng ký biển số Hồ Chí Minh, thành phố. Đó, gương kính đầy đủ, zin theo xe hết. Con này thì mình đang để cho anh em giá loanh quanh chỉ có 17 triệu đồng thôi. Đó, 17 triệu. Một mẫu Vision. Xe của 2013 này anh em này. Đó. Nói chung là xe này còn khoảng 80% anh em, đi siêu bền luôn. Đó, đèn siêu sáng nhá. Đăng ký biển số An Giang 67. Con này giá để anh em chỉ có 14 triệu thôi anh em nhá. 14 triệu đồng. Một mẫu Bentley bản 150, xe có 2017. Đó. Bản này vẫn là bình xăng con anh em, đăng ký biển Bình Dương, xe chính chủ. Con này giá để anh em chỉ có 15 triệu thôi anh em. 15 triệu đồng. Tiếp theo này. Một mẫu Bentley 175. Đó, 175 thì anh em vẫn xài bằng A1 bình thường nhá. Con này thì là lên cho anh em một cái màu khá là đẹp anh em, màu vàng đồng. Đó, 175 liền lá thắng đĩa nhá. Đó, xe của 2017. Hiện tại con này thì đăng ký về biển số Bình Dương rồi, 61. Giá để cho anh em chỉ có 21 triệu thôi anh em nhá, 21 triệu. Một mẫu của Lifan. Đó. Lifan anh em, 125 phân khối. Đó, xe thì nói chung con xe này nó nhìn hầm hố cực kỳ luôn anh em. 125 bản liền lá thắng đĩa nhá. Đó, con này đăng ký về biển số An Giang rồi. Giá để anh em chỉ có 18 triệu đồng thôi anh em. 18 triệu. Một máy ra hai của bô nha anh em nhá. Một mẫu xe của Cúp Tôm. Bản này là bản 125 phân khối, bản xe nhập Nhật anh em nhá. Cúp Tôm Honda. Đăng ký từ năm 1999 anh em. Có xuống cho anh em một cặp liền trước liền sau của LA sẵn rồi nhá. Hai bô hai máy của Honda luôn nha anh em nhá. Máy Honda đồng hoàng luôn này. Đó. Con này thì mình để cho anh em cái mức giá là chỉ có 37 triệu thôi, 37 triệu đồng. Một mẫu xe dọn cà phê. Đó, dòng này là dòng VA22 anh em nhá. Bản 110 phân khối này. Đó, liền tăm thắng đĩa, form cà phê anh em nhá. Đăng ký biển số Gia Lai 81. Có lên trang bị cho anh em một cặp túi bao da này cho anh em đựng đồ đựng đạc nhá. Đó. Giá để anh em chỉ có 17 triệu thôi. Đó, 17 triệu đồng. Tiếp theo này. Một mẫu xe Boss City. Đó. Một máy ra hai cổ bô này, liền lá thắng đĩa này. Đó, có trang bị thêm cho anh em ghế tựa lưng này. Đó. Hai bô anh em nhá, hai bô. Đăng ký biển số An Giang.
2013, giá để anh em chỉ có 17 triệu đồng thôi. Đó, 17 triệu anh em. Còn rất rất là nhiều nha anh em nhá. Đó. Ultimo. Bản 100 phân khối này anh em. Xe liền lạc sạch sẽ nhá. Mọi chức năng hoạt động tốt hết, liền tâm thắng đùm. Đó, người nhỏ nhỏ nhắn đi mấy con này cũng khá là ok anh em. Đó, đăng ký về biển số Bình Dương luôn nha anh em nhá. 61F112566 này. Đó. Giá con này thì mình để cho anh em chỉ có 5.500.000 thôi. Đó. Biển 9 nút anh em. Đó. Một cặp nô lăm này anh em. Đó, dòng này thì nói chung là có xài bóng đèn cầu và bóng đèn halogen. Đó, tầng trên tầng dưới lên đèn khá là sáng anh em. Đồng con này thì để mình rằng sau mình quay biển số cho anh em dễ phân biệt nhé. Con biển số 94 Bạc Liêu này mình để cho anh em chỉ có 7 triệu. Con 61 Bình Dương này thì mình để cho anh em giá 8 triệu. Bao cho anh em hai con đều máy chất hết nha anh em. Đó, dàn áo thì con biển Bình Dương này đang bọc keo trùm nguyên con. Đó, xe nào cũng nhìn khá là ok hết nhá. Lifan CG. Bản này là bản xe mới tinh. Anh em nhìn cái cốp chữ nổi không? Đó, bình xăng chữ nổi luôn này anh em. 125. Cái bản này nó làm form xe nó giống cái dòng Win Indo thời xưa anh em. Nhìn form khá là đẹp nhá. Xe mới tinh chưa đổ xăng chưa đăng bánh. Anh em nào mua thì mình sẽ bao hóa đơn về cho anh em ra tên. Giá chỉ có 21 triệu thôi anh em nhá. Bên cửa hàng mình có hai màu đỏ và đen, 21 triệu. Một chiếc Honda. Đó, dòng này là dòng Honda 70 anh em. Nó giống như SS50 67. Nhưng con này là 70 anh em nhá. Đó. Đăng ký biển Gia Lai 81 rồi. Con này thì giá mình đang để cho anh em chỉ có 7 triệu đồng thôi. 7 triệu. Một mẫu Motorola. Bản này là bản 125 phân khối. Đó. Xe này là xe của 2018, đăng ký biển Bình Thuận. Đó, 86 anh em nhá. Bình Thuận 86. Lên form cà phê rồi nhìn khá là ngầu anh em. Cảng chống đổ, dòng này là dòng máy đứng nhá. Xe của FOM thì anh em biết rồi. Siêu bền bỉ luôn. Con này thì giá mình để cho anh em 20 triệu. Một mẫu Su GZ. Đó, dòng này là dòng đời đầu anh em nhá. GZ125. Bản này thì vẫn chưa trang bị hệ thống FI đâu, vẫn là bình xăng cơ nhỉ. Đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đó, biển khá đẹp, 2211, biển số cặp luôn. Đó. Mẫu này là mẫu xe của 209 anh em. Đó, giá thì để cho anh em chỉ có 24 triệu thôi. Đó, 24 triệu. Một mẫu xe của hai thì anh em. Đó, dòng này là dòng min khờ nhá. Đó, xăng pha nhớt. Con này thì đăng ký 2018, đăng ký lại rồi. Đăng ký về biển số Cà Mau. Đó, con này thì đăng ký chắc lần đầu lanh quanh tầm 2002 gì đấy thôi. Có bô đi bô xì bo luôn nhá. Đó, sang dòng này thì nói chung là anh em muốn trải nghiệm cái dòng này thì phải biết về xe một chút xíu nhá. Đó. Con này thì mình để cho anh em mức giá là chỉ có 13 triệu đồng thôi. Đó, min khờ. Một mẫu cúp tôm anh em này. Mẫu xe này là một xe liên doanh nhá. Xe này là xe của 2010. Đăng ký biển Đắk Lắk rồi, 47 125. Bản 2 bô, 1 máy. Đó, cảng chống đổ, coi đèn đề, mọi chức năng hoạt động tốt hết. Con này thì đăng ký Đắk Lắk rồi. Giá để anh em chỉ có bao nhiêu tiền đâu? 21 triệu đồng anh em nhé. 21 triệu. Mẫu tiếp theo này. Một mẫu Phantom. Phantom này, Phantom 4 thì anh em nhé. Đó, đăng ký về biển số Hải Phòng luôn rồi. Đó, 150 phân khối. Con này thì nguyên bản dòng Phantom là bánh sau nó đều là bánh đúc hết anh em nhé. Bánh đúc đặc, nhìn rất là ngầu. Lên cho anh em một cặp phuộc của RCB. Đó, 150. Đăng ký biển Hải Phòng. Con này giá để anh em 31 triệu thôi. 31 triệu đồng. Ôi, còn một hàng dưới đây còn rất là nhiều anh em này. Đó, một mẫu xe của Harley này anh em. Super Harley. Bản này là bản 170 phân khối. Xe của 2012. Đó, hiện tại con xe này đang được đăng ký về biển số Vũng Tàu sẵn này anh em nhá. 72C131359 này. Đó, 170. Con này thì mình đang để cho anh em cái mức giá hiện tại chỉ còn có 69 triệu thôi anh em. Anh em nhìn cục máy của nó này. Bao ngầu cho anh em luôn nhá. Đó, bao ngầu luôn. Giá để anh em chỉ có 69 triệu thôi. Một chiếc GSX bản R. Nói về phân khúc 150, cái dòng này người ta gọi là ông vua của tốc độ luôn này anh em. Đó, đăng ký 2017 anh em. Đăng ký 2017. Xe nói chung là còn khá là liền lạc sạch sẽ anh em. Cặp liền được sơn bản 3D nhá. Con này thì giá mình để cho anh em chỉ có 28 triệu thôi anh em. 28 triệu. Folix. Bản 125. Xe của 2012. Con này thì hiện tại đăng ký biển số Gia Lai anh em nhá, 22.
Đó, một máy à hai máy hai bô nhá. Đây giá để anh em chỉ có 19 triệu thôi anh em. Đó, bản tiền ít thịt nhiều. Đó. 19 triệu đồng. KBR Boss City anh em này. Con này đăng ký biển Tiền Giang, xe 2018. Con này giá để anh em chỉ có 16 triệu thôi, hệ thống đèn LED này. FI liền lá kháng đĩa này. Đó, rồi két nước làm mát, hệ thống 6 số. Đó, anh em đi đường xa thoải mái luôn nhé, 16 triệu. Husky, xe của F của em. Bản xe của F của em này anh em, xe 2018. Con này đăng ký biển số Đồng Nai 60. Husky. Con này giá mình để cho anh em chỉ có 20 triệu đồng thôi anh em, 20 triệu. FZ bản S. Bản này là bản 150 đời đầu anh em nhá, 2011. Đó. 2011. Con này đăng ký biển An Giang số 7. Giá để anh em chỉ có 18 củ thôi, liền lá thắng đĩa anh em nhá. Đó, 150 đi cực kỳ mạnh mẽ luôn. Một mẫu xe Nhật Thái anh em này, G-Pick bản 150. Bản này bản G-Pick Demon nhá. Đó, xe 2017. Con này thì đăng ký biển số 84 Trà Vinh anh em. Liên lạc sạch sẽ, còi đèn đề, xi nhan gương kính đầy đủ điên theo xe hết nhá. Con này thì giá mình để anh em chỉ có 23 triệu thôi. Đó, 23 triệu đồng. RSX Way RSX em, bản Way siêu nhân Honda. Đó, xe nói chung là dàn áo thì hơi xuống màu chút xíu thôi, nhưng mà máy zin, liền lá kháng đĩa anh em nhá. Con này thì mình để cho anh em mức giá là chỉ có 9 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó, 9 triệu. Đó thì vừa rồi mình cũng đã quay cho anh em tất cả các số dòng xe hiện đang có ở cửa hàng xe máy Phương Nam cho anh em mình tham khảo rồi. Anh em mình đang ưng mẫu xe nào hoặc kết mẫu xe gì rồi thì anh em cứ trực tiếp liên hệ qua số Zalo hoặc số điện thoại cho mình. Anh em ở gần cửa hàng thì mình mời anh em đến trực tiếp cửa hàng xem xe. Còn anh em ở xa thì ưng xe nào thì mình sẽ hỗ trợ anh em ship xe 63 tỉnh thành phố anh em nhá. Ở trước khi xuống video thì mình xin chúc cho anh em có một ngày mới sức khỏe, làm ăn thì luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống anh em nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.